Lumiere Boulevard là dự án của chủ đầu tư Masterize Homes, tọa lạc tại trung tâm mới của thành phố Thủ Đức và ngay vị trí trái tim của khu đô thị Vinhomes Grand Park rộng 271 hectare. Lumiere Boulevard gồm 5 tòa tháp, sở hữu tầm view trực diện công viên 36 hectare và view sông tuyệt mỹ. Dự án với mật độ xanh khoảng 4 hectare, gồm 17.000 m2 cảnh quan nội khu, 24 khu vườn xanh thẳng đứng dọc tòa nhà với tổng diện tích hơn 20.000 m2, tạo ra 125 triệu lít oxy mỗi năm. Dự án có thiết kế cảnh quan chuẩn resort với hơn 30 tiện ích nội khu và tiện ích ngoại khu vô cùng đẳng cấp. Lumiere Boulevard được xem là biểu tượng của chuẩn mực sống xanh và là dự án có kiến trúc xanh 3D lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Khu căn hộ còn bao cao cấp Lumiere Boulevard sở hữu vị trí đắc địa ngay trục đường đại lộ huyết mạch xuyên tâm của đại đô thị Vinhomes Grand Park. Điểm thu hút của Lumiere Boulevard là một không gian sống xanh giữa lòng đô thị năng động bậc nhất thành phố phía đông. Nằm ở vị trí tâm điểm thành phố Thủ Đức, kết nối giao thông thuận tiện tới các quận trung tâm thành phố, gần tuyến metro, gần các khu công nghiệp, trường học, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại. Lumiere Boulevard được kỳ vọng mang tới tiện ích tận cửa cho các cư dân ở đây, với tiện ích nội khu và tiện ích chung của khu đô thị Vinhomes Grand Park rộng lớn. Dự án sẽ có 5 tòa căn hộ mang tên 5 loài hoa và cây,